chào anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về MOBA Online ở season 19. Thì trong season 19 này thì có rất là nhiều thay đổi. Cái video ngày hôm nay mình sẽ sử dụng video từ MOBA Hàn Quốc nha anh em. Và để anh em cần thiết thì mình sẽ để link video gốc ở dưới comment và anh em có thể tham khảo. Trong cái season 19 này thì nổi bật nhất là chính là bản cập nhật về nhân vật GL bây giờ đã được làm lại với giao diện skill, đã có thêm skill AOE, cải thiện kỹ năng đi trên của em nó. Và bây giờ em nó sẽ không còn phế khi mà đi trên như xưa nữa anh em ạ. Rồi ở trên màn hình anh em cũng có thể thấy bây giờ vũ khí của GL đã có thêm dòng Combat Power. Và phần trăm Combat Power nó sẽ giúp cho GL có thêm đám ATK Power, giúp lượng đam của GL được cải thiện hơn. Ngoài ra trên màn hình anh em cũng có thể thấy GL có thêm khiên rút. Và để có được dòng Combat Power này sẽ được sử dụng khi mà sử dụng vũ khí Socket rút hoặc là vũ khí rồng cấp bột trở lên nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với skill rút đầu tiên của GL sau khi được làm lại, đó là skill Oversteam. Đây là skill được nâng cấp lên bởi skill Shining Pier. Và yêu cầu của em nó là phải có nhanh nhẹn lớn hơn 1470 trở lên anh em. Ngoài ra thì anh em sẽ cần phải tăng pole ở bảng Master 400 vào 10 điểm ở ô Shining Pier, như trên màn hình anh em cũng có thể thấy. Và skill này bây giờ rất là đẹp anh em ạ, anh em nhìn kìa, nó chọc xuyên màn hình luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với skill thứ hai, skill Root Winding Brush. Đây là skill nâng cấp của skill Brusher của GL, hay còn gọi là skill quẩy lửa đấy anh em. Đó anh em nhìn bây giờ skill quẩy lửa sẽ rất là rồng. Và để học được skill này thì chúng ta cần strain lớn hơn 1020 và cũng cần phải là tăng 10 điểm vào ô Brusher Mastery ở bảng Master 400. Anh em nhìn nè, trời ơi. Và để học được skill group này thì anh em cũng có thể buy và có thể mua và học ở nhân vật NPC game. Trong cái bản cập nhật này thì skill Brush sẽ được tăng lên rank từ 4 lên 6 nha anh em. Quái vật bình thường thì nó sẽ quạt đúng 4 con quái vật thôi, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ quạt trong cái vòng mà nó sẽ có thể là lên được 6 con. Đó, nó gây đam lên 6 con anh em ạ. Và đam của nó sẽ được tăng lên 2 hit. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với skill Rook Buff của GL. Thì GL có 2 skill buff, và 2 skill buff này sẽ được tồn tại vĩnh viễn sau khi anh em sử dụng và chỉ được xóa đi khi mà anh em nhấn cancel skill hoặc là anh em chết hoặc là reload nha anh em. Đây là cả các thay đổi của GL ở trong season 19, và anh em thấy những cái thay đổi này như thế nào thì có thể để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.